Không phải thể chế chính trị, đảng phái hay bộ máy chính quyền, mà lực lượng an ninh mới chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của những người tự nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ. Đây luôn là chủ đề nóng bỏng nhất, gây tranh cãi nhất, thậm chí là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Khi các nhà dân chủ xảy ra mâu thuẫn, dù là về tiền bạc hay tình cảm, thì cụm từ mật vụ và tay sai của an ninh luôn trở thành phương tiện hữu hiệu loại bỏ nhau khỏi hàng ngũ. Những người luôn tự cho rằng mình là tương lai của dân tộc Việt Nam sẵn sàng chụp mũ nhau, mạt sát nhau trên mạng xã hội, kết bè kết phái tố cáo chính đồng nghiệp từng kề vai sát cánh với mình là tay sai của an ninh chỉ vì tranh giành vài đồng tiền từ hải ngoại gửi về. Thời gian gần đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà nhiều tên tuổi lớn trong làng dân chủ lần lượt nhập kho. Đây là một tổn thất vô cùng lớn bởi giới đấu tranh trong nước chưa bao giờ chứng kiến sự mạnh tay đến vậy của chính quyền. Lâu nay các nhà dân chủ của chúng ta vẫn bám víu vào các tổ chức quốc tế và đại sứ quán để mặc sức làm càn, coi thường pháp luật. Thì nay, trước sự cứng rắn của chính quyền, một sự hoang mang đã và đang bao trùm lên mặt trận Facebook. Đặc biệt là hai sự kiện gần đây đang được các nhà dân chủ truyền tai nhau, đó là những mô tả và đánh giá về năng lực của các cán bộ an ninh cộng sản đã và đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho giới đấu tranh dân chủ quốc nội. Sự kiện thứ nhất là vụ việc của Trịnh Xuân Thanh. Qua những gì đã được đăng tải trên báo chí thì ông Thanh là người chủ động ra đầu thú. Nhưng theo giới dân chủ Việt Nam thì đó chỉ là những thông tin được đưa ra hòng trấn an dư luận. Thông tấn xã đưa tin từ Đức, nơi người buôn gió liên tục đăng tải các bài viết hòng bảo vệ Trịnh Xuân Thanh, thì vào một ngày đẹp trời, khi Thanh đang đi dạo ở Đức thì bị hai an ninh Việt Nam có vũ trang bắt đi nước thứ ba rồi đưa về Việt Nam. Nếu sự thật đúng như những gì mà giới đấu tranh quốc nội lan truyền thì quả thật lực lượng an ninh Việt Nam thật đáng ngưỡng mộ. Bởi chỉ có hai người mang theo vũ khí vào một đất nước có an ninh nghiêm ngặt thuộc hàng nhất thế giới, ngang nhiên bắt giữ người ở nơi công cộng, đưa người qua biên giới sang nước thứ ba rồi mới đưa về Việt Nam. Hành động gọn lẹ, kín kẽ, quỷ không biết, thần không hay. Điều này cho thấy lực lượng an ninh Việt Nam cực kỳ xuất sắc về nghiệp vụ, hành động vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ FBI của Hoa Kỳ nên sang Việt Nam học một khóa về bắt giữ tội phạm trốn truy nã tại nước ngoài, bởi biết đâu sau khóa học, họ sẽ bắt được Edward Snowden bằng cách thức tương tự. Sự chuyên nghiệp của lực lượng an ninh Việt Nam khiến giới đấu tranh quốc nội vô cùng hoang mang lo lắng, bởi lâu nay họ vẫn núp bóng dưới vỏ bọc đấu tranh dân chủ nhân quyền để làm việc vi phạm pháp luật. Nay được chứng kiến năng lực của an ninh Việt Nam khiến họ có phần run sợ, bởi trốn ra nước ngoài như Trịnh Xuân Thanh còn không thoát, thì họ chỉ như những con cá đã nằm trong chậu, an ninh muốn bắt lúc nào cũng được. Thời gian gần đây, giới đấu tranh quốc nội đã xảy ra rất nhiều biến cố. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận mức án 10 năm tù giam. Trần Thị Nga cũng vừa giành được 9 quân lịch. Thì ngay sau đó hàng loạt các nhà đấu tranh lần lượt sổ khám khiến các nhà dân chủ còn lại vô cùng hoang mang lo lắng. Chắc hẳn trong đầu mỗi người đều có những suy tính xem bao giờ đến lượt mình được ăn cơm tù mặc áo số. Trong khi không khí lo sợ đang bao trùm mặt trận Facebook thì bài viết của blogger Phạm Thị Đoan Trang nói về một nữ an ninh tên Yến càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, đẩy sự hoang mang của giới đấu tranh quốc nội lên tới tột độ. Bây giờ, qua bài viết của Trang, chúng ta cùng phác họa chân dung cô an ninh tên Yến. Đầu tiên, xét về nhân thân công việc. Đoan Trang cho biết, nữ an ninh tên Yến hiện đang công tác tại Tổng cục An ninh, là người có chức vị vì theo như Trang nói, người tên Yến này hiện đang điều hành cả một nhóm người. Cô Yến một chồng, hai con và có nhà cho thuê. Xét về năng lực, cô Yến có những khả năng phát hiện và ngăn chặn mọi cuộc gặp gỡ của giới xã hội dân sự, từ những cuộc tập huấn ở những địa điểm bí mật đến những cuộc gặp ở bất kỳ đâu, dù đó là một buổi học nhạc. Chắc hẳn trong tay cô Yến phải có một lực lượng nằm vùng vô cùng hùng hậu thì mới nắm được lịch trình hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, Yến còn có khả năng theo dõi Trang như hình với bóng, kể cả khi Trang đang ở một nhà nghỉ cạnh bãi Tha Ma tận Ninh Bình, Yến cũng mò được ra và đến tận nơi trò chuyện. Không chỉ có vậy, cô an ninh tên Yến còn là một hacker có hạng khi có thể hack được Facebook, WhatsApp, Skype, những ứng dụng được coi là có hệ thống bảo mật tốt nhất thế giới. Yến có khả năng quản lý và theo dõi gần như tất cả mọi hội nhóm trên đất nước Việt Nam này, dù cho có được cấp phép hay không được cấp phép. Theo như những gì Đoan Trang mô tả về cô an ninh tên Yến cho thấy, một nhân viên của lực lượng an ninh Việt Nam có khả năng của một hacker tầm cỡ thế giới và có thể quản lý mọi đối tượng mà họ muốn trong phạm vi quốc gia. Qua giọng điệu bài viết đầy hậm hực của Trang thì có thể nói Trang đã liên tục bị Yến làm cho thất bại, bị Yến theo dõi kể cả lúc khỏe cho đến lúc bệnh tật.
Nếu như lực lượng an ninh Việt Nam đúng như những gì mà Trang nói, thì quả thật đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của giới đấu tranh quốc nội. Lực lượng này chính là những rào cản lớn nhất trên con đường thực hiện cách mạng màu, hòng lật đổ chính quyền ở Việt Nam. Phải đối mặt với một lực lượng giỏi đến như vậy không hoang mang mới là lạ. Mà cũng đúng thôi, đến Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài còn không thoát, thì Trang và các đồng nghiệp của cô cũng chỉ như những con cá đã nằm trong chậu mà thôi.